các bạn ơi, lúc nãy mình đang nói dở cái vấn đề mà kỳ thị người châu Á ở Mỹ đó. Thì đang nói thì có một cái anh người điên, rất là hung hăng. Thì không phải cái người điên nào người ta cũng hung hăng, nhưng mà gặp cái người mà quá hung hăng thì rất là sợ các bạn ơi. Về cái vấn đề mà kỳ thị á, mình thấy nó có cái như thế này. Mình thấy nó có hai dạng. Một dạng là những cái người mà họ sống ở ngoài đường á, người vô gia cư á, thì giống như là gọi là ta gọi là cái gì ta, dậu đổ bìm leo à, hay là nhân cơ hội hả à, đó à, giống như là có những cái người người ta chỉ vịnh vào một cái cớ nào đó để người ta thỏa mãn cái thói hư tật xấu của họ thôi. Như họ vịnh vào cái cớ là người Trung Quốc, con virus này nó xuất phát từ Trung Quốc này nọ kia, thì họ vịnh vào đó để họ bạo hành những cái người già châu Á đó. Mà các bạn nghĩ coi, những cái người mà có học bình thường, những cái người bình thường nhất có học bình thường thôi, là họ cũng không bao giờ họ làm cái việc như vậy, đúng không? Ai mà lại đi hành hạ người già, ai mà lại đi làm như vậy. Thì những cái trường hợp như vậy đó thì thường là rơi vào những cái trường hợp mà những cái người mà lang thang ngoài đường nè các bạn, không có học thức, những cái người vớ va vớ vẩn đó. Thì tốt nhất là khi mà các bạn đi ngoài đường mà các bạn nhìn thấy những cái người như vậy á, thì mình né né ra chút xíu. Các bạn đừng có đừng có cái cảm giác là mình mà né họ thì họ nghĩ là mình coi thường họ rồi họ nổi điên lên. Cứ bạn cứ nhìn thấy ở xa xa mà có những cái người như vậy á, là bạn cứ băng qua đường, bạn đi qua cái đường khác. Không nhất thiết là phải đi trên cùng một cái con đường với họ, bởi vì á, họ có thể gây rắc rối cho các bạn đó. Đó, chẳng hạn như thí dụ như các bạn đang lái xe mà họ có một chiếc xe đạp, họ chạy rồi họ cứ tha hồ họ chạy ngược chiều, họ băng qua đường, họ đâu có cần đèn đỏ đèn xanh gì, họ cứ băng đại như vậy đó. Rồi xe mình đến đèn xanh thì mình chạy, thì họ cứ lao tứ tung như vậy đó. Nên tốt nhất á, là tránh họ ra để tránh những cái rắc rối cho mình các bạn. Cái đó là thứ nhất, là cái tầng lớp những người mà vô gia cư. Thì họ thì chẳng có quan tâm đến kỳ thị gì đâu, họ chỉ thỏa mãn cái thói xấu của họ thôi. Còn một cái trường hợp thứ hai là mình quan sát thấy trên báo đài á, thì mình thấy là có những cái người thực sự là kỳ thị các bạn. Và mình đã từng bị rồi nha. Có những người là người ta căm ghét từ trong cái tâm khảm rồi, nhưng mà họ là những cái người mà những cái người bình thường, những cái người có học thức này nọ kia đó, không phải là vô gia cư, thì họ căm ghét từ trong tâm khảm của họ rồi, thì không có cách nào mà mình xóa gột đi được hết á. Thì những cái người đó thì làm sao được các bạn? Bây giờ giống như là thí dụ như các bạn mà ở một cái thành phố mà thuộc về cái thành phố gọi là gì ta, như Sài Gòn với Hà Nội thì gọi là những cái nơi mà tập trung dân cư nhất á, thì khi mà các bạn thấy một cái người lạ đó, một cái người mà nói cái giọng lạ đó, thì mình cũng nghe nó hơi chói chói cái tai rồi, đúng không? Thì cái kỳ thị nó là bản chất nó là như vậy đó. Nó là cái mà cái sự ghét những cái gì nó không giống mình đó. Mà trong khi người châu Âu, châu Á da đen thì tất nhiên là khác nhau về màu da, khác nhau về cái vẻ mặt bên ngoài, thì cái ghét đó thì không có cách nào mình làm gì được họ hết á, trừ khi là cái hệ thống giáo dục này nó giải quyết cái vấn đề đó qua nhiều thế hệ. Thì càng ngày thì dân cư trên thế giới nó hòa lẫn vào với nhau tốt hơn á.
thì cái vấn đề kỳ thị này nó mới được giải quyết tốt hơn. Chứ nếu mà ở những cái nơi mà tập trung một cái sắc tộc nhiều quá, mà lọt vô một cái người nào đó mà không giống họ, thì tất nhiên là cái người đó sẽ bị ghét các bạn. Cái đó nó thuộc về bản chất tự nhiên đó. Chứ nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình đổ lỗi hoàn toàn được. Mình cũng đôi khi mình nghĩ là nếu mà người ta không làm gì mình thì thôi mình cũng tha thứ cho họ. Còn họ có ghét mình trong tâm khảm thì thôi, cái đó mình cũng phải chịu. Đó, thì đó là hai cái trường hợp mà mình có quan sát thấy. Nếu mà các bạn ở Mỹ thì các bạn mà không phải là người Mỹ đó, thuộc dạng là nhập cư như mình á, chứ không phải là người châu Á mà đã trở thành người Mỹ đâu nha. Thí dụ người châu Á mà họ sinh trưởng ở đây, họ đã cư xử nó giống như người Mỹ rồi á, thì có thể là họ không có bị kỳ thị mấy đâu, bởi vì cái cách cư xử của họ nó giống với cái đa số, thì có thể là họ sẽ không bị vấn đề gì hết. Nhưng mà những cái người mà nhập cư mới á, qua đây 5 năm, 10 năm đó, thì nhiều khi cái cách ăn mặc, trang điểm, cư xử, lời nói đối với mình nó là bình thường, nhưng mà đối với họ nó là khác họ, nên là có thể là họ sẽ không ưa lắm đâu các bạn. Nên là có những cái mình phải chấp nhận các bạn ha. Có những cái mình phải chấp nhận. Và có những cái gì mình tránh được, chẳng hạn như là tránh được những cái người vô gia cư, những cái người điên. Đi ngoài đường thì các bạn để ý những cái khu mà dân cư mà nó không có an ninh á, thì đi mình nhìn ngó chút xíu để mình tránh họ ra, để họ khỏi có lao xe vào mình chẳng hạn. Đó, thì để bảo vệ cho mình tốt hơn. Rồi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái phần kỳ thị mà mình có quan sát được á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Các bạn có thể nhấn like, share, rồi đăng ký kênh giúp mình ha. Cảm ơn các bạn.